Nhật Bản đạt tốc độ Internet kỷ lục tải 80.000 bộ phim trong vòng 1 giây mà thôi. Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản đã xác lập một kỷ lục về đường truyền Internet bằng cách xáo trộn dữ liệu ở tốc độ 319 TB trên giây. Tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với đường truyền ngày xưa. Tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với đường truyền 179 TB trên giây mà một nhóm các nhà nghiên cứu của Anh và Nhật đã thiết lập vào tháng 8 năm 2020. Phải tính ra một bộ phim khoảng tầm 4 đến 5 GB, các bạn sẽ phải tải được tận 80.000 bộ phim chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 giây mà thôi. Và trong phòng thí nghiệm thì nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng sợi quang cuộn để truyền dữ liệu ở khoảng cách mô phỏng là gần 3.000 km mà không cần phải giảm chất lượng tín hiệu hay tốc độ. Và theo Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Nhật Bản cho biết, họ đã nghiên cứu thành công phương pháp gia tăng tốc độ đường truyền này bằng cách nâng cấp hầu hết mọi vật liệu trong các dây dẫn truyền. Ngoài ra, nâng cấp quang sẽ có 4 lõi và được chiếu một laser lược 552 kênh ở nhiều bước sóng với sự hỗ trợ của các bộ khuếch đại. Tuy nhiên, cũng như nhiều thí nghiệm khác, công trình nghiên cứu này vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể áp dụng trong thực tiễn.